6 tháng 7, thành phố Uông Bí đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật bình đẳng giới và nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2007-2017. Đồng chí Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh dự hội nghị. Trên cơ sở nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 10, các nội dung của luật bình đẳng giới, chính quyền thành phố Uông Bí đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu bình đẳng giới gắn với nhiệm vụ vì sự tiến bộ của phụ nữ, cùng với việc thực hiện các chương trình đề án chính sách cụ thể. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho trẻ em phụ nữ tích cực học tập công tác, phấn đấu vươn lên, đảm nhận những vị trí chủ chốt trong cơ quan đơn vị. Tỷ lệ nữ tham chính tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp được quan tâm. Đội ngũ cán bộ nữ thường xuyên được tạo điều kiện bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng với yêu cầu của công việc. Các phòng ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã phường cũng đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Kiện toàn nhân sự của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ từ thành phố tới cơ sở, thường xuyên phối hợp với các phòng ban ngành thực hiện giám sát về chế độ chính sách đối với phụ nữ và trẻ em. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố đã phối hợp với các cấp các ngành, các đơn vị, phường, xã, tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền tập huấn về luật bình đẳng giới, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, tổ chức hội thảo tư vấn cơ hội cho phụ nữ trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chế độ chính sách đối với lao động nữ. Thành phố Uông Bí cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình Thành phố An toàn với mục tiêu tập trung xây dựng một đô thị an toàn hướng tới đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái, duy trì hoạt động 25 mô hình địa chỉ tin cậy, 30 mô hình điểm về xây dựng gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Nhân dịp này, thành phố Uông Bí đã tiến hành khen thưởng 10 tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thi hành luật bình đẳng giới và nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2007-2017.